Theo nội dung quy chế, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trao đổi thông tin, báo cáo về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có liên quan chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan, phối hợp trong việc tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh. Hai bên cũng đã thống nhất một số nguyên tắc, trách nhiệm và phương pháp trong quá trình phối hợp.